Vụ vỡ đập chiến lược ở Kherson, 24 ngôi làng ngập nước, 17.000 dân di tản. Khoảng 17.000 người đã buộc di tản vì nhà cửa ngập trong nước và hàng chục nghìn người khác đang đối mặt với nguy hiểm cận kề sau khi đập Nova Kakhovka ở Kherson bị vỡ. Vụ vỡ đập Nova Kakhovka ở Kherson ngày 6 tháng 6 đã đẩy một lượng nước khổng lồ xuống khu vực hạ lưu, làm ngập 24 ngôi làng và buộc 17.000 dân phải di tản, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và những hệ lụy dai dẳng trong tương lai. Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau là bên phải chịu trách nhiệm cho vụ vỡ đập. Hình ảnh cho thấy con đập và nhà máy thủy điện Nova Kakhovka trước và sau khi bị phá hủy. Người dân ở Kherson, thành phố đông dân nhất gần con đập, buộc phải di chuyển lên vùng cao hơn khi nước từ đập đổ vào sông Dnipro. Thành phố Nova Kakhovka đã ngập trong nước lũ và phía Ukraine ước tính có khoảng 40.000 dân đang trong tình cảnh nguy hiểm vào lúc này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo vụ vỡ đập là quả bom môi trường hủy diệt hàng loạt, đồng thời cáo buộc Nga đứng sau vụ việc. Ông khẳng định vụ vỡ đập sẽ không làm ảnh hưởng tới mục tiêu của Ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga. Trong khi đó, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine là bên làm vỡ đập nhằm đáp trả việc phản công bất thành. Ít nhất 150 tấn dầu từ con đập đã rò rỉ vào Dnipro, Bộ trưởng Môi trường Ukraine Ruslan Strelets thông báo, thiệt hại về môi trường ước tính khoảng 50 triệu euro. Chuyên gia an ninh Maciej Maciejak nhận định nước lũ tràn xuống Kherson sẽ khiến các bên không thể sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng trong ít nhất một tháng. Bộ trưởng Strelets cảnh báo hệ lụy của vụ vỡ đập có thể sẽ kéo dài không chỉ trong vài tuần hay vài tháng mà thậm chí tới nhiều năm. Các chuyên gia cũng có nhận định tương tự khi cảnh báo hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Kherson có thể sẽ bị ảnh hưởng do nước lũ mang theo hóa chất công nghiệp ngấm vào đất và lượng bùn do lũ lụt có thể mất vài năm để dọn sạch. Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc lo ngại về hậu quả nghiêm trọng đối với hàng trăm nghìn người ở cả hai bên chiến tuyến khi nước lũ có thể cuốn theo bom mìn và vật liệu nổ ở các khu vực tiền tuyến xuống những nơi an toàn, do đó khiến nhiều người gặp nguy hiểm hơn. Nga, Ukraine đổ lỗi lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc về vụ vỡ đập. Đại sứ Nga và Ukraine tại Liên Hợp Quốc đã cáo buộc lẫn nhau phá hoại đập Kakhovka ở Kherson, trong khi Mỹ không chắc bên nào là thủ phạm. Hành động cố tình phá hoại của Kiev nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng là cực kỳ nguy hiểm, có thể được coi là tội ác chiến tranh hoặc chủ nghĩa khủng bố, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 6 tháng 6. Cuộc họp diễn ra theo đề nghị từ cả Nga và Ukraine sau khi đập Kakhovka trên sông Dnipro ở tỉnh Kherson bị vỡ, khiến nước trong hồ chứa thoát ra ngoài và gây ngập lụt nhiều khu vực ở hạ nguồn. Đại sứ Nebenzia cáo buộc Ukraine tìm cách tạo cơ hội có lợi để tái bố trí các đơn vị quân đội nhằm tiếp tục một đợt phản công. Ông cũng cho rằng Ukraine muốn khiêu khích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoặc lấy đi nguồn cung nước cho bán đảo Crimea. Trong khi đó, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Glistria cáo buộc Nga có hành động khủng bố nhằm vào hạ tầng quan trọng của Ukraine nhưng không cung cấp bằng chứng. Không thể phá hoại đập từ bên ngoài bằng pháo kích. Đập đã bị phía Nga cài mìn rồi nổ tung. Theo ông Christia, khi được hỏi bên nào phải chịu trách nhiệm, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood trả lời trước cuộc họp rằng Washington không chắc chắn và hy vọng sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới. Nhưng ý tôi là tại sao Ukraine phải làm vậy trên chính lãnh thổ và người dân của họ, làm ngập đất đai, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Điều đó không hợp lý, ông Wood bổ sung. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chưa thể nói một cách thuyết phục rằng chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đang thu thập thông tin và trao đổi với phía Ukraine, ông nói, đồng thời cảnh báo vụ vỡ đập có thể gây nhiều thương vong. Đập Kakhovka trên sông Dnipro thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson bị phá hủy một phần sau vụ nổ ngày 6 tháng 6. Nga và Ukraine đều cho rằng đây là cuộc tấn công có chủ ý và quy trách nhiệm lẫn nhau. Hồ chứa Kakhovka có dung tích khoảng 18 tỷ mét khối, cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và kênh đào Crimea. Quan chức do Nga và Ukraine bổ nhiệm ở Kherson đều cho biết mực nước ở hạ nguồn đã dâng lên, nhiều khu vực bị ngập và hàng nghìn người phải sơ tán. Giám đốc nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cảnh báo quy mô thảm họa dự kiến bộc lộ trong những ngày tới, nhưng rõ ràng sẽ có hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi rộng với hàng nghìn người sinh sống ở miền nam Ukraine, cả trong khu vực Kiev và Moscow đang kiểm soát. Nga công bố video bắn cháy xe tăng NATO. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 11 xe tăng mà các nước NATO cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 6 công bố đoạn video cho thấy các xe tăng của phương Tây, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của Đức, bị tên lửa chống tăng của Nga bắn cháy,
khi tham chiến ở Ukraine. Trong video đen trắng, 4 thiết bị hạng nặng, một trong số đó giống xe tăng Leopard do Đức sản xuất, đứng với tháp pháo quay sang một bên. Đoạn phim sau đó cho thấy một tên lửa tấn công chiếc xe. Video cũng thể hiện hình ảnh của các thiết bị hạng nặng khác của Ukraine bị tấn công từ xa. Hồi đầu năm nay, Mỹ, Đức và một số nước phương Tây bắt đầu cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Những vũ khí này được kỳ vọng sẽ giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến sự bằng một chiến dịch phản công lớn. Đoạn video được công bố chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 8 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, 3 xe bọc thép, bánh lốp do Pháp sản xuất bị lực lượng Nga phá hủy hôm 5 tháng 6. Thời điểm đó, Moscow nói rằng họ đã đẩy lùi một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine ở một số khu vực của Donetsk và Zaporizhia. Theo thông tin của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, toàn bộ cuộc phản công của Kiev trong vòng 3 ngày trở lại đây đều thất bại, khiến Ukraine thiệt hại hơn 3.700 binh sĩ, 52 xe tăng, 207 xe chiến đấu bọc thép, 5 máy bay, 2 trực thăng, 48 tổ hợp pháo. Trong khi đó, Nga mất 71 binh sĩ, 15 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh, 9 tổ hợp pháo. Kiev chưa bình luận về con số tổn thất mà Moscow nêu ra. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malian chỉ nói rằng quân đội nước này đã phản công theo một số hướng. Bà cũng miêu tả các cuộc tấn công ở Zaporizhia, Donetsk là giao tranh cục bộ. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine chưa bắt đầu. Nga phá hủy sở chỉ huy quân sự Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cuối ngày 6 tháng 6 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, không quân Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, phá hủy một sở chỉ huy quân sự của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng phá hủy 3 kho đạn của Ukraine ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia. Ở khu vực gần khu dân cư Bogdanovka và Dobropoli thuộc Donetsk và Stripyki thuộc vùng Zaporizhia, chúng ta đã phá hủy các kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 57, số 72 và lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 108 của Ukraine, ông Konashenkov nói. Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng tấn công 84 tổ hợp pháo, phá hủy các thiết bị của Ukraine ở 114 khu vực. Phòng không Nga bắn rơi 2 máy bay tấn công mặt đất Su-25 và một chiếc Su-27, đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cùng các tên lửa HIMARS của Kiev.